rất căng thẳng. Từ từ thôi. Các bạn thân mến, hiện tại bây giờ thì Sơn đang có mặt ở Than Uyên Lai Châu. Và ngày hôm nay thì là một cái ngày rất là đặc biệt, đó là ngày Tết độc lập của người đồng bào dân tộc Thái cũng như là dân tộc Hơ Mông này, rồi một số các dân tộc khác ở trên Than Uyên Lai Châu này. Và hiện tại bây giờ thì Sơn đang có mặt ở trong sân vận động huyện Than Uyên. Và ngày hôm nay thì ở khu vực nơi đây thì bên ban tổ chức họ có tổ chức ra rất là nhiều những cái chương trình trò chơi dân gian cũng như là các cái tiết mục văn nghệ để chào mừng cái ngày Tết độc lập ở huyện Than Uyên này. Thì hôm nay thì Sơn sẽ cố gắng để di chuyển đi khắp cái khu vực này và ghi hình truyền tải lên cho mọi người xem rằng là cái Tết độc lập của người dân Than Uyên này sẽ như thế nào các bạn nhá. Hiện tại bây giờ thì Sơn đang có mặt ở một cái khu vực có một cái trò chơi rất là đặc biệt. Trò chơi này thì theo tiếng người Thái mình gọi nó là trò chơi gì chị gái nhỉ? Gọi là tóm má lệ. Tóm má lệ. Vâng. Mà nó không có dịch trong tiếng Kinh hả chị? Dạ không ạ. À. Vâng. Đấy, nó gọi là tóm má lệ. Đây nhá, như mọi người có thể quan sát thấy là ở bên dưới này thì sẽ có những viên đá được xếp ra như này. Đấy, sau đó là các chị sẽ dùng một viên đá nữa thì lên gối như thế bên kia. Đó, nó bắt đầu bắn. Đấy. Đúng rồi. Và hiện tại bây giờ thì Sơn đang có mặt ở khu vực trò chơi đẩy gậy. Đây là các vận động viên nữ đang chuẩn bị cho môn đẩy gậy. Đó, như các bạn quan sát thấy thì có hai vận động viên của chúng ta đang vào tư thế chuẩn bị. Đấy, mọi người thấy chưa? Hai cô gái rất là xinh luôn nhá. Rồi, bắt đầu rồi. Rất nhanh gọn. Và bây giờ là trận chung kết rồi các bạn ạ. Bên kia một bạn áo xanh đeo đai vàng, còn bên đây là một bạn áo vàng đeo đai xanh. Em gái cho anh xin cái cảm xúc trước khi vào trận chung kết đây. Cảm xúc của em thế nào? Quá hồi hộp. Quá hồi hộp đúng không? Em gái là sinh năm bao nhiêu? Em 22. 22 à? Em là thuộc xã nào? Xã Tà Hưởng. À thế à? Nhưng mà được vào chung kết này là dù sao chăng nữa thì không biết là có giật được giải nhất hay không, nhưng mà nó cũng là một cái niềm vinh dự rồi đúng không em? Cố gắng lên em nhé. Đó, một em gái 2K2 rất là xinh đang tham gia thi đấu đẩy gậy trận chung kết rồi các bạn. Rồi bây giờ thì các bạn ấy đang vào trận thi đấu không? Trọng tài thì đang chuẩn bị để cho hai vận động viên. Chúng ta cùng chờ đợi xem kết quả trong cái trận chung kết này cho cái môn đẩy gậy nữ này như thế nào các bạn nhé. Hai vận động viên nó vào, bạn áo vàng kia thì có vẻ tư thế cũng khá là chuyên nghiệp này. Bắt đầu à, đang gầm gừ nhau rồi đây. Đúng là chung kết thì nó vẫn phải khác với bình thường này. Đấy. Trong những cái phút giây ban đầu này thì hai đối thủ của chúng ta thì cũng đang chờ miếng của nhau thôi, chưa có sự tấn công của bên nào cả. Đấy, như các bạn quan sát thấy thì hai vận động viên của chúng ta là đang trong cái tư thế gọi là gầm gừ. À, chưa chắc nhá. Cố lên em ơi. Đang rất căng thẳng. Cố lên nào em. Cố lên nào. Được nào phải tấn luôn. Đó. Các bạn thấy chưa? Đang rất là căng thẳng. Tấn lên. Rồi.
đang rất là căng này. Đó. Bỏ ra. Đó. Em gái đã từng đi đẩy gậy nhiều lần chưa? Đã từng tham gia những cuộc thi nào chưa? Ở huyện một lần, ở trường một lần, ở xã một lần và ở tỉnh hai lần. À thế là em cũng tham gia rất là nhiều lần rồi đúng không? Trong cái bộ môn đẩy gậy này thì anh thấy có vẻ cái tư thế của em là có vẻ rất chuyên nghiệp đấy. Rồi cố gắng để giật được giải em nhá. Rồi cảm ơn em gái. Và bây giờ thì set thi đấu thứ hai cũng đã chuẩn bị rồi các bạn ơi. Set thi đấu thứ hai là cũng đang sẵn sàng để cho hai vận động viên tranh giải nhất nhì. Rồi, bắt đầu rồi. Set thi đấu thứ hai cũng đã bắt đầu và hai vận động viên chúng ta cũng đang rồi. Bạn áo xanh đai vàng này đẩy rất là khỏe luôn, rất chuyên nghiệp và rất là mạnh mẽ. Như vậy là áo xanh đai vàng đã giật được giải nhất rồi. Khu vực phía bên này thì đó là môn đẩy gậy lam các bạn nhé. Như các bạn quan sát thấy thì hai động viên của chúng ta cũng đang vào tư thế chuẩn bị sẵn sàng rồi. Rồi, bắt đầu rồi. Rồi, căng đấy. Các vận động viên nam này thì đẩy có vẻ là nó mạnh mẽ hơn các bạn nữ này. Rất căng thẳng, đầy kịch tính. À, vẫn đang gầm gừ nhau. Rồi, đang có sức tấn. Đang có sức tấn, rồi. Như vậy là vận động viên đai vàng đã thua rồi. Ở phía khu vực bên đây thì mọi người đang tham gia một cái trò chơi, vẫn là một cái trò chơi dân gian thôi. Đó là trò chơi con quay, gọi là cù quay các bạn. Đấy, bên đây thì có một cái sân khá là rộng để cho các vận động viên thi đấu. Đây thì vẫn là các anh trai bản thôi. Đó, đang chơi con quay rồi. Ô, trượt rồi. Rất là hay. Đó, có các đội thi là sẽ tham gia chơi con quay ở đây. Anh trai đang ôi tít thì chúng tí nào tít thì chúng thôi. Nghìn nghìn ấy, cái này không đưa không ai đấy. Bác đang lại tiếp tục quận cù để tham gia. Anh đánh trúng được cái nào chưa? Chưa. Cố lên nhá, phát này trúng đi nhá. Rồi. Đấy. Vừa em vừa bảo anh trai là phát này trúng trúng luôn nhỉ? Rồi, chúc mừng anh nhá. Tiếp tục nhá. Cố gắng lại trúng nữa. Vâng, ok anh. Đấy, và chúc anh trai trúng cái thế là trúng luôn. Rất tuyệt vời. Nghe thấy tiếng đàn tính kêu bên kia. Và hình như bên đó là mọi người đang múa đàn tính thì phải. Bây giờ Sơn sẽ di chuyển sang bên đấy để xem mọi người múa đàn tính như nào nhá.
Sơn đã di chuyển lên đến khu vực trên này rồi. Rất là đông khán giả đang tập trung ở đây. Một lần nữa đề nghị các quý đại biểu khách quý cho một tràng pháo tay cổ vũ ạ. Ở khu vực này mát cho nên là bà con mọi người đang tập trung ở đây để xem các làn điệu múa các dân tộc rất là đông này. Nhưng mọi người quan sát này chưa? Một khu vực cũng rất là đông đúc và tuyệt vời.